hồi nữa con về nơi chứ, hồi làm mấy chứ. Về villa. Ngồi cái gì đấy. Đây đâu đâu. Đây nói anh ngắt anh đập cho về. Dạ. Ừ. Ngọt. Đập được không? Đem ăn được tay không? Ngon lắm. Đấy. Cái gì? Cái gì? Cái cây. À, một cây bây giờ. Đây. Bỏ cây này. Thôi bứt. Rồi, mời các bác nha. Thôi điện thoại không? Hả?